Ok, hello anh chị em. Một số cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành thép. Ngày hôm nay em Đức sẽ review lại coi là cái cổ phiếu nào chúng ta còn ở trong cái vùng chúng ta có thể là tiềm năng đầu tư được nha, và cái kháng cự hỗ trợ như thế nào để cho anh chị em có thể là ra những cái quyết định mua bán nắm giữ cho nó hợp lý nha anh chị. Ở trên màn hình đây chúng ta đang có là cổ phiếu HSG, cổ phiếu Hòa Phát chứ. Ở đây là chúng ta đang có cổ phiếu Hòa Phát. HBG, chúng ta thấy có một cái phiên ngày 22 này là có một cái phiên gọi là breakout kèm cái thanh khoản lớn vào này. Đó, thì cái tích cực của giai đoạn này là gì? Bây giờ chúng ta nhìn về bối cảnh chung của thị trường thì anh chị em đang thấy là cái nhóm ngành thép này, đặc biệt là những cái cổ phiếu Hòa Phát á, thì nó cũng là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn. Giai đoạn này nó đang gọi là một cái giai đoạn tích lũy tương đối rồi. Đấy. Và dòng tiền cái giai đoạn trước, cái giai đoạn tháng 1 vừa qua thì nó đi vào trong cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, thì anh em cũng đang kỳ vọng là cái giai đoạn kế tiếp ấy, thì cái dòng tiền ở trên thị trường nó sẽ chuyển từ nhóm ngân hàng ra những cái nhóm cổ phiếu ngành khác, cho nên là chúng ta phải đặc biệt để ý những cái nhóm cổ phiếu nó đang tích lũy như ở đây, như cái nhóm thép. Thép thì Hòa Phát là nó là cổ phiếu nó leader dẫn dắt, cho nên là nếu mà Hòa Phát á, chúng ta phải ý tưởng với nhau là ở đây là nếu mà Hòa Phát nó là cổ phiếu dẫn sóng á, thì có thể là Nam Kim và Hòa Sen nó sẽ đi sóng. Đấy. Thì ở đây thì tuần vừa rồi anh chị em thấy là Hòa Phát đã chính thức là vượt qua cái vùng cản cầu 21.28.1, và cái cản này anh chị em thấy là nó đã lình xình ở đây rất lâu rồi. Đó, và kết tuần thì là cái tuần vượt cản. Đấy, thì cái này là tín hiệu cá nhân em đánh giá là tích cực. Đó. Bây giờ nó đi lên đây thì trên vùng này là vùng đỉnh cũ. Trên vùng này là vùng đỉnh cũ thì có đánh giá khoảng 29, nhưng mà với cái vị thế như thế này của khung tuần thì em đánh giá là khung tuần tích cực. Còn nó lên đến cái cản đỉnh cũ quanh 28.5 rồi 29 gì đó thì nó sẽ tùy để nó xử lý thôi, thì chúng ta phải quan sát. Nhưng mà về mặt ngắn hạn thì sau nhiều tuần tích lũy dưới giá 28.1 và tuần này là nó chính thức vượt, thì đây là một cái tín hiệu tích cực cho thấy là cái cổ phiếu Hòa Phát nó đã tích lũy đủ rồi, nó đã đi lên. Khung ngày thì sao? Khung ngày cổ phiếu này có một cái phiên gọi là có thanh khoản lớn vào mua, sau đó là có những cái phiên gọi là test lại với thanh khoản thấp này, thì cá nhân em đánh giá cái này tích cực nha, cũng là một cái tích cực. Thường chúng ta thấy là cổ phiếu mà tăng lên kỳ thanh khoản lớn mà những cái phiên sau mà hàng về nó không, ở đây chúng ta thấy có thể là cái gọi là hiện tượng là nó không có bị gọi là đè bán cái thanh khoản lớn, tại vì nếu mà cổ phiếu mà lướt sóng thì người ta mua đây thì 3 ngày sau nó sẽ có những cây thanh khoản bán lớn ra, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là có một cây là đánh thanh khoản lớn, mua gom rất mạnh đó của nhà đầu tư, nhưng mà sau đó thì khi mà hàng về thì họ không bán, chứng tỏ là cái này là không có lực cung hàng. Đấy, thì đây là hai cái dấu hiệu mà anh chị em phải đặc biệt lưu ý về cổ phiếu Hòa Phát. Thì nếu mà trong kịch bản mà tích cực nhất á, Hòa Phát nó tiếp diễn sóng vượt đỉnh lên đó, thì có thể là Hòa Phát sẽ là một cổ phiếu lít sóng, và đối với cái nhịp này thì chúng ta có thể là chúng ta kỳ vọng nó sẽ lên một cái nhịp khoảng giá 32. Thì nói chung là về tính về mặt phần trăm ấy, thì chúng ta thấy nó cũng sẽ không nhiều, chỉ khoảng 10-10 mấy% thôi, nhưng mà về cái mặt tác động đến chỉ số thì Hòa Phát nó sẽ là một cổ phiếu tác động chỉ số. Rồi tiếp theo là Nam Kim Hoa Sen. Nếu mà anh chị em nào mà vốn nhỏ hơn thì chúng ta lưu ý Nam Kim Hoa Sen thì nó sẽ hợp lý. Nam Kim đối với Hoa Sen thì chúng ta thấy là Hoa Sen cái tuần quay trở lại đỉnh cũ, nhưng mà đối với Hoa Sen thì chúng ta thấy là nó lên đây nó đang tiệm cận lại vùng đỉnh cũ, vùng cảnh tuần ở quanh giá 24, thì em đánh giá là có thể cái vùng này nó chưa vượt được liền anh chị, có thể là nó sẽ cần thời gian. Đấy, nó sẽ có thể là nó sẽ chưa vượt được liền nha, mà nó sẽ cần thời gian lên sinh tích lũy lại. Đấy, thì bây giờ chúng ta đối với Hoa Sen thì chúng ta sẽ có hai kịch bản thôi. Một là kịch bản quay trở lại test lại cái nền ở đây thì anh chị em có thể là vào mua. Đó. Hai là anh chị em chờ nó vượt qua cản 24 thì chúng ta sẽ mua kịch bản vượt cản 24. Thì cái này nên view khung tuần, khung chung dài hạn luôn nha anh chị. Đó, còn khung ngày thì chúng ta thấy là nó vượt đỉnh đó. Thì cái khung ngày thì bây giờ là nó ở đỉnh cũ rồi, nhưng mà khung tuần thì có thể là nó lại giống như trường hợp Hòa Phát này. Đó, nó chạm cản tuần xong rồi sau đó nó lình xình tích lũy, nên là cái việc mà chúng ta mua gần cản thì chúng ta không nhất thiết, mà chúng ta có thể là mua lại những cái phiên nó test lại hỗ trợ. Đó. Vậy mua gia tăng khi vượt cản. Đấy, đó là hai xem. Rồi Nam Kim thì sao? Nam Kim thì cũng tương tự như hai xem, bây giờ nó đang chạm cản rồi thì cũng có hai kịch bản. Một là anh chị em chờ mua lại hỗ trợ qua giá 24.2. Hai là chúng ta chờ nó vượt cản 26.2, chúng ta vào tham gia thì có hai cái mốc để cho anh chị em tham gia thôi. Đấy, một là mua hỗ trợ ngay đây. Đấy, hai là chúng ta mua trong quá trình nó vượt cản. Đấy.
Ok, thì đây là một số cái góc nhìn đối với cái nhóm cổ phiếu ngành thép. Thì em nghĩ là về cái mặt ngắn hạn thì chúng ta thấy là cái trạng thái ngắn hạn của những cổ phiếu này thì nói chung là mua nó sẽ hơi rủi ro, tại vì nó có nhịp tăng rồi nên kêu sen ấy, nhưng mà có rất nhiều khả năng là hai con này nó cũng sẽ đi theo hòa phát và nó vượt cản tuần đi lên luôn, nên là anh chị em lưu ý. Chúng ta chấp nhận là chúng ta mua vượt cản tuần thì nó sẽ hơi cao, cái hỗ trợ của chúng ta nó sẽ hơi cao, chúng ta phải đặt cái chặn ví dụ như là 3-5% từ cái điểm mua, chứ anh chị em đừng có vì nó vượt cản tuần mà chúng ta chủ quan, tại vì nó vượt lên nhiều khi là nó vượt lên xong nó quay trở lại nó test á, là anh chị em nhiều khi ôm cổ phiếu trên cản tuần xong là rất là khó chịu nên nè, giống như đạn này nè, nó vượt cản tuần lên xong nó quay lại nó mất cản tuần lần đầu thì nó dễ bị, ví dụ như Hòa Phát á, thì nó lên chạm xong rồi nó test lại rồi, đối với Nam Kim Hoa Sen á, thì nó chưa đấy, nó mới lên đúng rồi cũng lần hai nhưng mà nó chưa có cái dạng tích lũy, nên là nếu mà có mua thì cá nhân em thích tích lũy thì em sẽ chờ, còn anh chị nào mà gọi là tính muốn nhanh thì chúng ta có thể là mua break, nhưng mà mua break thì nó chấp nhận có rủi ro thì chúng ta phải đặt các lỗ. Ok, thì cái này là một số cái view nhanh về nhóm ngành thép anh chị có thể quan tâm. Ngoài ra thì anh chị em nếu mà nhỏ hơn nữa thì có thể quan tâm tới VGX, em đánh giá thì cũng tích cực, tại VGX nó đang tích lũy, con này thì có vẻ là tích lũy nền khá chặt này đấy, thì anh chị em cũng lưu ý đấy. Ok, thì cái này là một số cái cổ phiếu ngành thép mà em đang lưu ý trong giai đoạn này, anh chị em nhà đầu tư có thể là tham khảo ép vào trong cái danh mục của mình, để khi mà cổ phiếu và có cái gọi là kế hoạch mua khi mà nó về hỗ trợ hoặc là khi nó vượt kháng cự nha. Anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành, người hỗ trợ thì chỉ có phải SSI, thì liên hệ với em Đức theo cái số ở trên màn hình để em có thể là đồng hành cùng anh chị em lên kế hoạch hỗ trợ cái điểm mua điểm bán. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều, bye bye anh chị ạ.